ơn á. Giỏi không, vỗ tay lên con. Nhờ sự hỗ trợ đắc lực của tất cả những tấm lòng vàng từ tập thể cá nhân, các mạnh thường quân, các tổ chức xã hội v.v. cơ sở đã phát triển về mặt và con người cũng như là về tinh thần vật chất. Thì cái cơ sở này hoạt động đến thời điểm này là đúng 10 năm thì mang cái tích là độc lập. Con số hiện nay cơ sở mình đang tiếp nhận là 62 trẻ. Đối tượng thì nó có 3 đối tượng. Thứ nhất là trẻ bỏ rơi, thứ hai một cô cha ông với mẹ, và cái đối tượng thứ ba là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thì thứ nhất đó, ngoài nói là sự quan tâm rất lớn của chính quyền địa phương ở đây. Cái thứ hai nữa là nhờ sự hỗ trợ tất cả các đoàn thể, các mạnh thường quân, các tổ chức xã hội cùng chung tay góp sức. Cần có